Việt An xin mến chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh. Hôm nay Việt An xin chia sẻ cùng mọi người cách làm bánh bông lan Hồng Kông hay còn gọi là bánh chiffon. Đây là một loại bánh rất là nhẹ nhàng và mềm mại. Nó rất là bông xốp, tuy nhiên để làm được bánh mềm ẩm và không hề bị khô hoặc là bị xẹp đó là một vấn đề hả các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn nha. Đầu tiên là phần nguyên liệu, mình sẽ lần lượt giới thiệu cùng mọi người trong các bước làm ha. Ngoài phần nguyên liệu thì mình cần chuẩn bị thêm một vài dụng cụ để giúp các bạn thao tác và làm được dễ hơn. Mọi người cũng có thể xem dưới phần miêu tả của video ha. Trước hết mình sẽ đi thoa khuôn với một lớp mỏng dầu và một chút xíu bột khô. Thật là mỏng đó ha các bạn, nó sẽ giúp cho bánh của mình dễ lấy ra hơn. Có nhiều người cho rằng mình không nên thoa khuôn để bánh được nở cao hơn. Tuy nhiên thì mình thấy nó cũng không ảnh hưởng nhiều đâu ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn vào phần chính. Đầu tiên mình sẽ đi tách phần lòng trắng và lòng đỏ của trứng gà. Mình sử dụng hôm nay là trứng gà 60g và ở nhiệt độ phòng. Các bạn tách cẩn thận để không cho phần lòng đỏ của mình dính vào phần lòng trắng ha. Bây giờ mình sẽ làm nóng lò ở 165 độ C trong khoảng 20 phút. Các bạn có thể dùng một chiếc mâm như thế này, nó sẽ giúp cho nhiệt vào đáy bánh của mình tốt hơn và nó giúp cho đáy của mình hạn chế bị ướt ha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 15g đường, khoảng chừng một muỗng canh để mình đánh lòng đỏ được dễ hơn ha. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây 60ml nước cốt lá dứa. Các bạn có thể xay kèm với nước cốt dừa luôn. Rồi sau đó là 60g dầu ăn. Và mình trộn đều lên cho đến khi không còn thấy dầu ăn nữa là được. Các bạn có thể thay phần nước lá dứa bằng sữa tươi hoặc là nước trái cây cũng được ha các bạn. Rồi cuối cùng mình sẽ rây vào đây 100g bột cùng với một chút xíu muối. Vì đây là công thức đơn giản cho nên mình sẽ không sử dụng thêm bột nổi ha các bạn. Phần lòng trắng sẽ là nguyên liệu chính để tạo nên sự xốp của bánh. Hỗn hợp sau khi trộn xong nó sẽ lỏng như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ đi đánh lòng trắng trứng lên ha. Mình cho vào đây 10ml giấm hoặc là các bạn có thể cho một muỗng cà phê chanh cũng được ha. Mình sẽ đánh trứng ở tốc độ trung bình trước trong khoảng 3 phút ha các bạn. Khi các bạn đánh trứng thì tốt nhất mình nên canh thời gian, nó sẽ giúp cho các bạn đánh được chính xác hơn. Khi mà phần lòng trắng nó bong lên như bọt xà phòng như thế này thì bây giờ mình sẽ cho đường vào. Sau khi phần lòng trắng của mình đánh được 3 phút thì nó cũng đã bắt đầu tan hết đường. Bây giờ mình sẽ nhích lên tốc độ cao nhất. Sau khi phần trứng nó đã cứng thì bây giờ mình sẽ hạ về nấc trung bình và mình đánh tiếp tục thêm từ 1 đến 2 phút nữa. Sau khoảng 8 phút đánh thì phần lòng trắng nó đã đạt được chóp nhọn và các bạn nghiêng tô không đổ, vậy là được rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình chỉ cần trộn các thứ lại với nhau. Mình sẽ cho vào lòng đỏ khoảng chừng 1/3 phần lòng trắng. Các bạn để ý là phần lòng trắng ở phía rìa nó sẽ mềm hơn so với phần lòng trắng ở chính giữa ha. Đến khi hỗn hợp đều thì mình sẽ trộn vào tô lòng trắng lớn luôn. Các bạn thấy phần lòng trắng của mình nó bị hơi lợn cợn một chút ha các bạn. Đó là do mình sử dụng ít đường. Các bạn càng sử dụng nhiều đường thì phần lòng trắng của mình khi đánh xong nó sẽ càng trở nên dẻo và các bạn trộn nó sẽ càng mịn ha. Vì lượng bột của mình đã rất là ít ha các bạn, cho nên mình sẽ không sợ bánh của mình bị vỡ bọt khí. Các bạn trộn cho thật là đều là được ha. Ngoài ra khi các bạn đánh trứng càng cứng thì các bạn để lâu một chút thì nó cũng sẽ càng bóng cục to ha. Nhưng mà các bạn cứ kiên nhẫn, mình trộn lâu một chút thì bánh của mình nó vẫn bình thường thôi ha các bạn. Rồi mình sẽ chút ra khuôn ha. Rồi sau đó mình sẽ dàn mặt bánh ra một chút như thế này.
rồi sau đó các bạn gõ nhẹ xuống bàn một hai cái. Vì khuôn của mình nó khá to cho nên mình không nên gõ bánh quá mạnh, nó sẽ làm cho phần đáy khuôn bị xê dịch ha các bạn. Mình sẽ nướng bánh ở 160 độ C trong 20 phút đầu, rồi sau đó mình hạ xuống 140 hoặc là 150 độ C. Tổng thời gian nướng của mình là 65 phút ha các bạn. Để nướng bánh này thì thông thường họ sẽ có một chiếc khuôn chuyên dụng, nó sẽ giúp cho bánh của mình nở cao, nhanh và vẫn khô bên trong. Bởi vì khi các bạn nướng bánh quá lâu thì phần rìa nó bị chín quá vàng, nó sẽ gây ra cảm giác khô và bị nghẹn khi các bạn dùng ha. Các bạn sử dụng khuôn bình thường thì mình cần phải làm một bước tiếp theo nữa. Sau khoảng 10 phút nướng thì mình sẽ dùng một con dao nhỏ và mình rạch mặt bánh ha các bạn. Việc rạch mặt bánh nó sẽ giúp cho bánh của mình chín được nhanh hơn ở bên trong và hơi nước nó sẽ được thoát ra bên ngoài. Đặc biệt là khi các bạn sử dụng khuôn lớn, nó sẽ giúp cho bánh của mình chín nhanh hơn và nó còn không bị xẹp nữa đó các bạn. Sau khi bánh đã nướng xong, mình sẽ để trong đây thêm khoảng 5 phút nữa trước khi mình lấy ra ngoài. Khi mà bánh của mình nó còn hơi ấm ấm thì mình sẽ lấy bánh ra để cho bánh của mình nó được thoát hơi ở phần đáy ha. Bánh sẽ dùng ngon nhất sau khi các bạn để từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ hoặc là các bạn để qua đêm trong tủ lạnh. Và các bạn nên cắt bánh ra trước khi mình cho vào tủ lạnh, nó sẽ giúp cho phần hơi ẩm ở trong bánh nó được thoát ra ngoài. Bánh này các bạn có thể sử dụng với kem lạnh hoặc là trái cây cùng với kem tươi đều rất là ngon ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt bánh ra nha. Các bạn thấy bánh của mình nở rất là cao, phía ngoài của nó vàng nhưng bên trong bánh của mình vô cùng mềm luôn. Nó có một độ đàn hồi rất là tốt. Bánh chiếc phong có thể gọi là khó mà cũng không khó, từ cách trộn bột đến cách đánh trứng sẽ không cần quá nhiều kỹ thuật. Các bạn chỉ cần chú ý một chút ở giai đoạn nướng bánh, đây là giai đoạn quyết định nhất đến chất lượng của chiếc bánh. Thì Việt An hy vọng với những chia sẻ của mình vừa rồi, các bạn sẽ sớm có cho mình một chiếc bánh ưng ý. Việt An xin mến chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye!